Đây là mâm cua hấp với hơn 50 con vừa được người phụ nữ này đặt xuống vệ đường, thì ngay lập tức có đến hàng chục người vây kín tranh nhau mua. Cực kỳ nhanh chóng, trong vòng 10 phút, trên mâm chỉ còn lại vài con cua hoặc hết sạch. Cảnh tượng người người tranh nhau mua cua, thậm chí gây ùn tắc giao thông, đã không còn xa lạ tại con hẻm 567 Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh từ vài năm trở lại đây. Bởi ngày nào, cứ vào 12 giờ 30 phút trưa, bà Ba, người phụ nữ 70 tuổi, cũng đón xe ôm tới đây mang theo một mâm cua đỏ au, tươi rói, đập vào thị giác của những người xung quanh. Có hôm tới nơi bà chưa kịp trả tiền xe ôm là rất đông người súng lại xung quanh bà với mong muốn lừa được con cua hấp ưng ý nhất. À, hồi đó ba bán cua này là hồi lúc trước á, hồi mới bắt đầu thì ba bán cua này nè. Tùy theo à, có cái nhiều quá thì bán nhiều. Được biết mâm cua này đã theo bà Ba được 33 năm nay, gồm có hai loại cua gạch với giá 600.000 đồng một ký, cua cốm 1 triệu đồng một ký. Mức giá này theo những người thường lui tới mua là hợp lý, bởi cua của bà bán đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Sau khi mua cua từ vựa, bà phải cắt bỏ dây, làm sạch rồi hấp chín, chứ không luộc để giữ màu sắc đẹp. Và đặc biệt nhất, bởi cua của bà bán đều được lựa chọn kỹ lưỡng, sau khi mua cua từ vựa, bà phải cắt bỏ dây, làm sạch rồi hấp chín, chứ không luộc để giữ màu sắc đẹp. Và đặc biệt nhất là con nào cũng rất chắc thịt, được bán kèm với muối tiêu và chanh. Nói chung là không có đặc biệt gì, là cua không có dây. Cua không dây, cua ngon. Ít có ai phản ảnh vụ cua của bà. Bà cũng bán lâu rồi mà không ai phản ảnh. Cũng là đầu tiên ăn thôi, không, chưa bao giờ ăn. Bây giờ nghe trên mạng người ta nói là mình tới mình coi và mua thử ăn thử. Đối tượng bị bắt là CXTH, 15 tuổi, quê Quảng Bình. Trước đó, TH nhiều lần đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam BVCombank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu để quan sát. Khoảng 17 giờ chiều ngày 6 tháng 8, TH đón taxi đi từ phường 10 đến trước cổng ngân hàng trên. TH đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang y tế, găng tay, rồi mang túi xách bước vào ngân hàng. TH quăng túi xách lên bàn của nhân viên ngân hàng, đồng thời rút súng nhựa ra đe dọa, yêu cầu nhân viên đưa tiền vào túi xách. TH còn lấy dao để đe dọa mọi người. Thấy TH cầm súng nên nhân viên bảo vệ ngân hàng sợ hãi la hét. Khi thấy một bảo vệ chạy ra ngoài, TH sợ bị phát hiện nên nhanh chóng cầm túi xách tẩu thoát, chưa kịp lấy tài sản. Sau đó, TH đón xe ôm lên một đồi cát trong khu du lịch, cất giấu phương tiện gây án. Công an đã truy bắt được TH khi nghi can đang trốn trên địa bàn phường 10, thành phố Vũng Tàu. Khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14A25526 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên ô tô này không dừng mà húc thẳng vào xe của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Hai ô tô của cảnh sát giao thông đuổi theo tới khu vực cây xăng đường Hoa rồi ra hiệu cho xe đầu kéo container biển kiểm soát 15C-03363 đậu ngang đường để chặn lại. Tài xế tiếp tục cho xe lao xuống đồng cỏ bên đường, suýt làm hai người dân đứng xem thiệt mạng rồi bỏ xe chạy trốn. Sau gần 10 phút truy đuổi, tài xế này đã bị bắt và áp giải về trụ sở công an huyện Hải Hà. Một đối tượng khác đi cùng đã bỏ trốn trên ô tô, còn có một phụ nữ. Hiện đối tượng này đang được lấy lời khai và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 6 tháng 8, anh Phạm Văn Thắng, 33 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xà lan TV-4732 tải trọng trên 450 tấn chở gạch lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ thành phố Vĩnh Long về huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Khi đến khu vực ngã ba sông Cổ Chiên và sông Mang Thít thuộc xã Chánh An, huyện Mang Thít, anh Thắng điều khiển phương tiện tránh một ghe tải khác nên xà lan bị nghiêng, nước tràn vào rồi lật úp. Lúc này trên xà lan có 5 người gồm vợ chồng anh Thắng, hai con nhỏ cùng một thuyền trưởng. Lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động một xe, một cano chuyên dụng cùng 22 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người đi trên xà lan, riêng cháu Phạm Thị Nghi Hân 6 tuổi con anh Thắng đang mất tích. Chiều ngày 7 tháng 8, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Bình, 19 tuổi, ngụ ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Trước đó, do bị ngáo đá nên Bình đã cắt vách thiếp nhà ông Huỳnh Văn Mười Em là chú ruột Bình ở ấp Bình Trung, rồi mở bình ga châm lửa đốt cháy toàn bộ căn nhà của ông Mười Em. Thiệt hại tài sản ước khoảng 155 triệu đồng. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, Bình còn dùng dao khống chế, ngăn không cho người nhà đến dập lửa.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng 60 chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận, vận động, khống chế đối tượng và dập tắt ngọn lửa sau 30 phút. Sáng 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nông Văn Quyển, 32 tuổi, ở xã Chư Bờ Rau, huyện Mơ Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Trước đó, tại nhà ông Nông Văn Đỏ ở xã Chư Bờ Rau, huyện Mơ Đờ Rắc, có tổ chức đám cưới cho con trai là Nông Văn Duy. Khách dự cưới có Vi Văn Hùng, 31 tuổi ở tỉnh Lạng Sơn, là bạn của chú rể. Nông Văn Quyển cho rằng anh Hùng giành hát quá nhiều tại đám cưới nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Quyển chạy vào nhà bếp lấy con dao bầu đâm một nhát vào ngực trái của anh Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã tử vong. Nông Văn Quyển sau đó bị người dân bắt giữ đưa đến cơ quan công an. Dọc hai bờ sông Đà vào thời điểm chiều 4 tháng 8, nước lũ đầu nguồn từ tỉnh Sơn La đổ về. Thủy điện Hòa Bình vẫn đang mở một cửa xả đáy, nước sông lên cao, đục ngầu và sóng lớn. Gần chục bãi tắm tự phát hình thành mà không có cơ quan chức năng nào quản lý. Mặc dù khi tắm sông nhiều người dân cũng ý thức được phải mặc áo phao, mang theo vật dụng cứu hộ cần thiết, nhưng mối nguy hiểm đuối nước vẫn luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi thường xuyên cho các cháu ra đây tắm, vợ con đây tắm. Nhưng mà để đảm bảo an toàn là tôi cho các cháu là cứ phải mặc đầy đủ áo phao vào. Nếu mà mọi người mà cho trẻ con đây tắm mà không cho mặc áo phao xuống đây thì quá nguy hiểm. Nếu mà xả to tắm càng thích chứ. Tại vì nó còn là sóng sướng hơn sóng biển ấy. Nên là ngày nào cũng đi tắm. Cứ càng sóng càng thích. Thì thành phố cũng rất là quan tâm và chỉ đạo các phường xã tích cực rà soát xét và đồng thời coi như vậy khuyến cáo bà con không lên tắm sông để đảm bảo an toàn đến tính mạng của nhân dân. Đồng thời, trong quá trình đó thì thành phố cũng đã phối hợp với đoạn đường sông số 9 cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên rà soát xét để xem xét và nắm bắt cái tình hình trên. Bảy đối tượng bị truy tố tội giết người gồm Trần Kiều Trang, 47 tuổi, Cai Văn Trung, 36 tuổi, Nguyễn Thị The, 57 tuổi, Nguyễn Quốc Huy, 35 tuổi, Nguyễn Hữu Lộc, 25 tuổi, Phạm Thanh Toàn, 47 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn, 39 tuổi. Riêng The, Huy, Lộc còn bị đề nghị truy tố thêm tội hủy hoại tài sản. Theo điều tra, Trần Kiều Trang phát hiện cha ruột là ông Trần Văn Ri, 74 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Kiên Bình, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có quan hệ tình cảm với phó giám đốc Võ Thị Chiến, sinh năm 1975. Ông Ri giao hết quyền quản lý công ty cho bà Chiến để cắt đứt mối quan hệ giữa bà Chiến với ông Ri. Vào đầu tháng 3 năm 2017, Trang gặp Nguyễn Thị The yêu cầu thuê người đánh dằn mặt bà Chiến với giá 250 triệu đồng. The rủ thêm Tuấn, Huy, Lộc, Toàn tìm cách gây thương tích cho bà Chiến. Chiều ngày 4 tháng 10 được lái xe chung cung cấp lịch trình chở ông Ri, bà Chiến về Kiên Giang. Trang liền điện thoại cho The để báo cho Huy và Lộc ra tay. Khi Chung điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 52B0778 chở ông Ri, bà Chiến trên quốc lộ 61 đến xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì Huy và Lộc đến chặn đầu xe. Lộc dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng và đùi bà Chiến, còn Huy lấy chai xăng đổ vào xe, bật lửa đốt rồi cả hai phóng xe về tỉnh Bến Tre. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng, ông Ri đã tử vong, bà Chiến bị thương tổn hại sức khỏe 77%. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, tài xế Nguyễn Trọng Huân, 38 tuổi, điều khiển xe tải biển số Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, anh Huân thấy hai con bò đi phía trước nên thắng gấp để tránh thì bị xe tải biển số Quảng Ngãi chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi. Sau cú tông, tài xế xe tải biển số Quảng Ngãi bị mất lái, đâm tiếp vào xe tải biển số Hà Tĩnh do tài xế Nguyễn Văn Sự, 44 tuổi, trú Hà Tĩnh cầm lái đang chạy cùng chiều. Tài xế và phụ xe Quảng Ngãi bị thương nặng phải tới bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc cấp cứu. Hai lái xe còn lại may mắn thoát nạn. Sau va chạm, xe tải biển số Quảng Ngãi đầu biến dạng, găm chặt vào đuôi xe tải biển Hà Tĩnh. Xe tải biển Nghệ An bị hư hỏng phần đuôi. Thuộc quận trung tâm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đường Hoàng Quốc Việt đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua. Con đường có chiều dài hơn 3 cây số là tuyến giao thông chính của cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn, Hàng Bàng. Theo người dân,
Hàng ngày lượng phương tiện qua đây rất đông nên mặt đường hư hỏng nặng, tai nạn thường xuyên xảy ra. Thậm chí bà con ở đây còn ám ảnh gọi đường Hoàng Quốc Việt là con đường, hễ đi là té. Cái đường lộ này nó hư, nó xuống cấp là cũng nhiều năm rồi. Thì cũng có nhiều người phản ảnh rồi lên dữ lắm nhưng mà cũng giảm giá lại. Nhưng mà con thấy á, cái lộ thì xe tải đi không à. Mà giảm giá thì qua chừng tuần lễ sau thì nó cũng y như cũ lại rồi. Rất là tệ, mấy năm về trước thì cũng đỡ đó. Rồi giờ nó bơm cát đồ lên đó, rồi nó không có đường nước thoát đó. Rồi đầu nó không thoát được thì xe rồi đi tới lui rồi thì nó bể. Giờ thì chỉ cho nó làm cho nó lại ngon, cao lên để thoát nước được. Không chỉ đường Hoàng Quốc Việt, người dân thông qua đường dây nóng của kết nối Mekong đã kiến nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa đoạn đường từ dốc cầu Đầu Xấu đến cầu Cái Răng, đoạn đầu đường nối Cần Thơ, Vị Thanh. Người dân cho biết, mỗi lần đường bị hư hỏng, bà con phản ánh đều được ngành chức năng cho dầm vá. Tuy nhiên, do mật độ xe lưu thông cao nên việc sửa chữa chỉ được vài tháng. Bức xúc nhất là tình trạng chạy xe bất chấp của các phương tiện quá tải, không những tác động đến mặt đường mà còn gây nguy hiểm cho phương tiện khác. Nói chung là chỗ nào khô thì nó chạy, còn nước thì nó không chạy, những xe tải rồi thì nó chạy, nó bắt chấp, nó không coi ai hết. Nhất là mấy hãng nước đá với người ta rồi đó. Làm thì nó chạy tới vũng nước thì ít ra nó cũng phải chạy chậm lại một tí. Cái này nó không chạy chậm mà nó chạy hết ra cho nước, dằn ướt mình ta. Thì dĩ nhiên là cô muốn làm cái lộ cho nó đàng hoàng cũng như người ta. Cô cũng thường đi nhiều cái chỗ ở trong quê, đường hẻo lánh, rồi không phải là cái quận của Ninh Kiều, cái quận trong quê mà, vùng sâu vùng xa mà cái lộ nó còn ngon lành hơn đây nhiều. Còn ở đây thí dụ như người ta chỉ cần nó bằng phẳng để đi thôi chứ người ta cũng không có đòi hỏi gì sang trọng hay là cái gì đâu. Nhiều năm lưu thông qua những con đường đau khổ, người dân đã chủ động các giải pháp khắc phục. Nhưng chỉ là tình thế. Đáng nói là sự chua xót khi chứng kiến trường hợp té ngã xe do không quen đường qua các địa điểm trên. Bà con đang mong chờ sự vào cuộc, sửa chữa của ngành chức năng để việc lưu thông dễ dàng hơn, để nỗi ám ảnh trên những con đường lầy lội, ổ gà, ổ voi sẽ không còn.